Hoài Lâm Điển Trai khi tái xuất trên truyền hình. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Tin Tức Tinh Túy. Nhớ ấn like, chia sẻ video, ấn đăng ký và bấm chuông để ủng hộ cho kênh quý vị nhé. Hoài Lâm đang thu hút nhiều sự chú ý khi có màn tái xuất đáng mong đợi trên sóng truyền hình. Tại một chương trình giải trí Thiên Ca Hát, Hoài Lâm đã xuất hiện với vai trò khách mời. Nam ca sĩ mặc vest bảnh bao và liên tục tung hứng với những nghệ sĩ như Bạch Công Khanh, Hồng Vân, Đại Nghĩa. So với thời gian trước đây, thần sắc của Hoài Lâm đã tươi tỉnh, rạng rỡ hơn rất nhi. Trên mạng xã hội, nhi khán giả bày tỏ sự thích thú khi thấy Hoài Lâm góp mặt trong game show truy hình. Một số người chia sẻ mong Hoài Lâm sẽ luôn vui vẻ và tham gia nhi hoạt động showbiz hơn nữa. Hoài Lâm sinh năm 1995 tại Vĩnh Long. An được nhi khán giả biết đến với danh xưng con nuôi Hoài Linh. Ở tuổi 19, Hoài Lâm đã giành được chức quán quân gương mặt thân quen và từng tạo nên cơn sốt hâm mộ lớn trong làng giải trí Việt. Hoài Lâm sở hữu vẻ ngoài thư sinh, điển trai cùng giọng hát ngọt ngào, nội lực. Đến năm 2017, Hoài Lâm công khai mối quan hệ với cháu gái nghệ sĩ Bảo Quốc là Bảo Ngọc. Cuối năm 2018, Hoài Lâm bất ngờ quê chữa bệnh. Sau đó ít lâu, Hoài Lâm công khai chuyện có hai con với Bảo Ngọc, đồng thời gây choáng cho người hâm mộ vì việc làm nhi như chạy xe công nghệ, giao hàng để kiếm sống.